Hôm nay Hùng lại chia sẻ một cái lỗi mà rất nhiều người nuôi chó Phú Quốc mắc phải khi tiêm phòng cho con chó Phú Quốc con này. Thứ nhất là đến ngày tiêm phòng cho con chó con thì các bạn mua thuốc về tiêm, nhưng mà trong cái lúc mà các bạn pha vaccine thì các bạn để cái liều vaccine đó nó ở ngoài cái nhiệt độ thường quá lâu, đấy làm mất tác dụng của vaccine nhé. Các bạn lưu ý nhé. Nhiều bạn thì cứ nghĩ là pha vaccine xong rồi là mình đi làm việc nọ việc kia rồi thì là tí mình ra mình tiêm, nhưng cái đấy là một cái sai lầm rất là lớn, vì là chúng ta cứ đinh ninh rằng là chúng ta đã tiêm phòng cho con cún rồi, nhưng mà thực tế ra là cái vaccine nó đã mất hiệu quả rồi. Thì vì để bảo quản cái vaccine đảm bảo an toàn chất lượng thì vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh từ 3 đến 5 độ C. Đấy, cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai là khi các bạn tiêm phòng cho con vào đúng cái hôm mà trời quá nắng, các bạn tiêm vào buổi trưa và các bạn cho đàn cún ra ngoài nắng chạy chơi ngoài nắng. Cái đấy cũng là một cái sai lầm mà rất là đáng tiếc. Vì sao là như vậy? Khi mà chúng ta tiêm phòng cho con cún rồi mà bản chất cái vaccine là chúng ta bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta tiêm cho con chó con xong, chúng ta cho con chó con ra phơi nắng rồi cho nó chạy chơi ngoài nắng thì nhiệt độ con cún nó tăng rất là cao. Vô hình dung là làm ảnh hưởng đến cái vaccine chúng ta vừa tiêm xong nhá. Và cái nữa là khi mà con cún nó vừa tiêm vaccine xong thì cái vaccine ấy bản chất nó là một cái kháng thể sống các bạn nhé. Kháng thể sống khi mà đưa cái vaccine vào người thì nó làm con chó rất là mệt, mà khi chúng ta mà cho cái đàn cún mà nó vừa tiêm xong nó chạy chơi dưới ánh nắng là rất dễ gây con chó bị cảm, rồi thì bị cảm nắng, rồi thì gây con chó bị ốm. Tại vì là nó đang mệt vì trong cơ thể nó có những cái kháng thể sống và lại ra ngoài phơi nắng như vậy thì rất dễ con chó là bị gục. Đấy. Cái thứ ba nữa là khi mà các bạn tiêm phòng cho con cún ấy thì các bạn không theo dõi cái sức khỏe con cún. Cứ nghĩ là cái đến ngày tiêm các bạn mua thuốc và các bạn tiêm. Đấy, không biết là con chó hôm nay là nó có khỏe mạnh bình thường không, nó có ăn uống bình thường không, nó có chạy chơi năng động như em. Nó có chạy chơi năng động như những cái hôm trước không? Đấy, chúng ta cứ dằn con chó ra chúng ta tiêm. Đôi khi nhiều bạn tiêm xong con chó hôm sau gục ngay. Đấy, là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là các bạn tiêm phòng xong cho con chó thì các bạn là nghĩ là tiêm phòng xong thì phải bồi dưỡng cho con chó. Chúng ta cho ăn nhiều lên. Đấy là một cái sai lầm rất là lớn các bạn nhé. Khi mà con chó vừa tiêm phòng xong trong vòng 1 tuần đấy là con chó có thể nó bị mệt. Chúng ta không biết thôi, con chó nhỏ nó vẫn tăng động, nó vẫn ăn, nó vẫn chạy, nhưng mà con chó trong cơ thể con chó là nó rất là mệt đấy. Có con chó còn sốt nhẹ nữa. Mà chúng ta trong lúc nó đang ốm mệt như vậy nhưng mà chúng ta lại cho ăn thêm chất, cho ăn thêm nhiều thức ăn lên rất nguy hiểm. Con chó dễ rối loạn tiêu hóa, không tiêu hóa được là gây ra rối loạn tiêu hóa và đỉa. Đấy, đấy là cái thứ tư. Còn cái thứ năm nữa là chúng ta vừa tiêm phòng cho con chó xong thì chiều chúng ta mang ra chúng ta tắm cho con chó. Đấy, chúng ta tắm cho con chó. Và nhiều những con chó đã tiêm xong buổi sáng, buổi chiều tắm và sáng mai đã ốm, lăn ra ốm ngay. Đấy là cái sai lầm thứ năm. Tại vì khi mà con chó nó đang có hiện tượng mệt mỏi và có hiện tượng hơi sốt khi chúng ta tiêm vaccine, và khi yếu như vậy mà tắm lâu quá là con chó rất là dễ bị cảm nhá. Nhiều con chó đã hy sinh trong cái lần mà tắm chó như vậy. Trong thú y người ta cũng khuyên là trước khi tiêm phòng và sau khi tiêm phòng cho chó con là phải làm những cái gì. Thì các bạn là đều mắc phải những cái sai lầm đó nhá. Hôm nay Hùng chia sẻ như vậy để bạn nào mà có đang nuôi một con chó con mà đến ngày tiêm phòng thì chúng ta phải xem xét đầy đủ những cái yếu tố đó. Chúng ta mới thực hiện tiêm phòng cho con chó con, và tiêm phòng xong chúng ta cũng phải áp dụng những cái chế độ cho con cún nó hợp lý các bạn nhé. Thì nhân tiện hôm nay thì cái đàn cún con của con mẹ cáo đâu, con mẹ cáo đâu rồi đấy, đàn cún con của mẹ cáo 5 con này thì hôm nay đến ngày tiêm phòng mũi 2, các cháu được 2 tháng, hơn 2 tháng một chút rồi. Hôm nay tiêm phòng mũi 2 thì nhân tiện Hùng cũng chia sẻ một vài cái sai lầm của những người mà nuôi chó nói chung cũng như là nuôi con chó Phú Quốc nói riêng, là những cái sai lầm mà khi tiêm phòng cho con chó con. Sau đây thì Hùng thực hiện cái việc tiêm phòng cho đàn cún con. Thì vaccine Hùng chuẩn bị rồi, chuẩn bị xong Hùng vẫn phải cho vào tủ lạnh, đưa vào tủ lạnh để bảo quản. Trong khi mà Hùng ngồi chia sẻ như này mà để cái vaccine ở đây thì vô hình dung là cái để nhiệt độ thường nó quá lâu, 15-20 phút, nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của vaccine.
Và Hồng xin phép là ra lấy cái vaccine trong tủ lạnh để tiêm cho đàn cún. Đây là 5 liều vaccine Hùng đã pha chế rồi. Đây là vaccine 7 bệnh của Pháp này. Mũ xanh, mũ vàng này. Bây giờ Hùng thực hiện tiêm cho đàn cún. Tiêm thì nhanh thôi nhưng Hùng chia sẻ nó hơi lâu một chút. Như đứa nào lên trước đây nhỉ? À thôi cho cún cún cái nha. Đây 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 đây. Cho cún cái nha. Đây cho em cún cún cái, bạch hổ cái này. Đấy. Xoáy kiếm. Vẹn xương cá, mặt mũi đẹp nhá. À, mặt mũi sáng sủa, kẻ vẽ rất là xinh luôn. Em xung phong tiêm đầu tiên. Em này là em cái. Em tiêm xong rồi khỏe mạnh nhá. Ok rồi. Một đứa. Đứa nữa nhá, là tiếp tục đây. Đây 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 đây, em đực dựa. Em đực bạch hổ đực nhá, bạch hổ này, xoáy kiếm này. Cũng vẹn xương cá này, mặt mặt đây. Mặt em đây. Em đực dựa nhá. Đấy. Hôm nay là em tiêm mũi 2 nhá. Ok, xong rồi. Các em rất là ngoan, không giãy giụa luôn. À, đây em là lưỡi đen nhá, em được bạch hổ lưỡi đen này. Đấy, lưỡi đen phun luôn nhá. Rồi em xuống đây. Đứa nào đây nhỉ? À đây đây đây, em cái vẹn nhá. Cho ba đứa vẹn tiêm trước. Đây này em cái vẹn là vẹn đen, vẹn vẹn sẫm. À em cái vẹn cũng xoáy kiếm này. Đấy, vẹn xương cá đẹp luôn, mặt đây. Kẻ vẽ cũng là đẹp luôn nha. Hôm nay em tiêm mũi 2 nhá. Hôm nay thời tiết nóng nhưng mà Hùng tiêm buổi tối cho nên cho nó mát. Rồi, em xin chào nhé, em xuống đây. Rồi. Đây. Đến em đực vàng đầu đàn nhá, em đực vàng này. Xoáy kiếm. Đấy, em đực vàng. Em được vàng này đầu đàn lưỡi đen ấy, con mẹ cáo, con mẹ cáo và bố bố bún lưỡi đen, cho nên là đàn này cũng được hai em lưỡi đen từ bé, với một em vẹn đen kia là lưỡi đen cũng 80% rồi. Rồi bốn đứa, bốn đứa, bốn đứa. À, em móng đen lưỡi đen nhá, viền mắt đen. Đấy. Em xuống đây. Nào. Đây, còn em cái nữa nhá. Em cái vàng, em cái vàng. Đây. Xoáy kiếm dài miên man luôn. Đấy, mặt đây. Đấy, hôm nay em tiêm mũi 2 nhá. Ơi, em ngoan lắm, em ngoan lắm, còn nghịch nữa này, đấy, nghịch nữa này. Thôi xuống nhá. Rồi, xuống nha, xuống nha. Rồi, em đây, xin chào khán giả nhá. Thì Hùng đã tiêm xong cho 5 cún, tiêm mũi 2, con của mẹ cáo và bố bún đây. Hùng cũng chia sẻ những cái sai lầm mà khi các bạn nuôi con chó Phú Quốc này, mà đến cái ngày tiêm phòng các bạn phải lưu ý là những cái gì Hùng vừa chia sẻ trước và sau khi tiêm phòng cho con cún, để cho nó con cún nó phát triển tốt và sau khi tiêm phòng nó có cái một cái đề kháng tốt hơn, để chống chọi lại với những cái bệnh nguy hiểm của cún con. Bạn nào mà có bất kỳ cái câu hỏi nào xoay quanh vấn đề mà chăm sóc con chó Phú Quốc con này thì các bạn cứ đặt cái câu hỏi ngay ở dưới cái phần bình luận của video đấy. Hùng sẽ dành thời gian Hùng trả lời các bạn sớm nhất. Và các bạn nhớ đừng quên là ấn đăng ký kênh và nhớ là ấn vào nút hình quả chuông đấy. Để khi Hùng ra video clip mới chia sẻ kiến thức về chăm sóc con chó Phú Quốc thì các bạn có thể nhận được ngay. Nhưng vào video thì Hùng cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.